Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân. Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy. Đề xuất đầu tư 25.000 tỷ đồng phục dựng phố Hiến xưa. Đồng thuận giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Nghĩa Dân và Ngũ Lão. Cảnh báo tình trạng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Triển khai các chỉ đạo của Chính phủ từ năm 2021 đến nay, các bộ cơ quan đã cắt giảm đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản vi phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa trên 1.100 quy định của 9 bộ cơ quan. Cổng thẩm vấn và tra cứu quy định kinh doanh đã được đưa vào vận hành và cập nhật trên 17.600 quy định hiện hành, 350 quy định dự kiến ban hành trong 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phương án cắt giảm đơn giản hóa trên 1.000 quy định kinh doanh để tham vấn các hiệp hội doanh nghiệp và theo dõi về quá trình thực thi các phương án cải cách. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tuy đã có những đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính, song việc phối hợp giữa các bộ ngành vẫn còn hạn chế, quá trình thực hiện còn phát sinh nhiều chi phí không cần thiết. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương hiện đại hóa công tác chỉ đạo điều hành trong cải cách thủ tục hành chính, tôn trọng thực tiễn khách quan, bám sát khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để có điều hành phù hợp hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm trung gian, tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá, đo lường chính xác kết quả, hiệu quả công tác triển khai để có các giải pháp thúc đẩy kịp thời, đặc biệt phải thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng thực hiện và xử lý thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các sở ngành địa phương cần thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khắc phục những yếu kém còn tồn tại trong thực hiện các dịch vụ công, đẩy mạnh đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đồng thời có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phản biện xã hội đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương 237 điều. Các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp xây dựng dự thảo luật như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên sửa đổi theo hướng phù hợp, thống nhất, đồng bộ các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất. Luật cần định nghĩa cụ thể về đất công, cách quản lý đất công, sắp xếp lại việc sử dụng đất khu vực nhà nước, thể chế hóa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng, thực hiện và giám sát phản biện xã hội, chính sách pháp luật về đất đai theo tinh thần của Nghị quyết số 18 khóa 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Luật cần bổ sung rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan nhà nước các cấp và quyền chủ thể của nhân dân, quyền của tổ chức cá nhân sử dụng đất, công khai, minh bạch, bình đẳng giao đất cho thuê đất, làm rõ tiêu chí giao đất cho thuê đất, đặc biệt là cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, hạn mức giao các loại đất, loại giao không thu tiền, có thu tiền sử dụng đất. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đào Hồng Vận, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Các đại biểu đã được nghe thông tin về kết quả năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, tình hình Trung Quốc và mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian gần đây liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Hồng Vận yêu cầu các báo cáo viên thời gian tới chủ động tham mưu với cấp ủy để tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng kịp thời các nội dung được thông tin tại hội nghị tới cán bộ đảng viên và nhân dân. Trọng tâm là việc quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương, công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động nắm bắt tình hình xã hội, nhất là các vấn đề đang được người dân quan tâm để tuyên truyền vận động phù hợp, đảm bảo đúng định hướng, đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công điện số 2412 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Nội dung công điện nêu rõ, trong thời gian gần đây, cả nước xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, chủ yếu liên quan đến các cơ sở đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tại Hưng Yên cũng đã xảy ra 15 vụ cháy liên quan đến nhà kết hợp sản xuất, kinh doanh, chợ, các cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo triển khai của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trọng tâm là kế hoạch số 31 ngày 9 tháng 8 năm 2021 của tỉnh ủy. Lực lượng công an tỉnh chủ trì tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh, đồng thời xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của thủ trưởng các sở, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố với từng cơ sở. Đối với các cơ sở nguy cơ cháy nổ cao, hiện đã đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, cần có biện pháp để duy trì, phát huy. Các cơ sở chưa đảm bảo phải yêu cầu chủ cơ sở xác định rõ lộ trình, biện pháp khắc phục, kiến nghị đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chú trọng công tác phúc tra, hậu kiểm, đồng thời thực hiện nghiêm công tác thường trực, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy nổ để khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Các sở, ban ngành liên quan tập trung rà soát, kiểm tra, thẩm định và tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được phân công để đảm bảo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Đối với các địa phương, cần tăng cường chỉ đạo, củng cố, kiện toàn trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống, chữa cháy khi xảy ra cháy nổ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và siết chặt kiểm tra, thanh tra quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Trường đề xuất xin Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên được triển khai dự án xây dựng và phục dựng phố Hiến xưa tại thành phố Hưng Yên với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 25.000 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là nhằm khôi phục phố Hiến xưa mang tầm cỡ quốc gia quốc tế, đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa, chỉnh trang không gian văn hóa cảnh quan. Đáng chú ý, trong hồ sơ xin đề xuất, dự án này sẽ phục dựng những ngôi nhà cổ của Việt Nam, những ngôi nhà do thương nhân 12 nước châu Á xây dựng như Xiêm, Lữ Tống, Mã Lai, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, đồng thời phục dựng sự hiện diện của các nước phương Tây như Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan. Dự kiến tổng diện tích đất cho đề án là trên 1.870 ha, chủ yếu khai thác khu đất ngoài bãi sông Hồng. Trong đó, khu quần thể phố Hiến xưa có quy mô trên 500 ha. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ đề nghị tỉnh Hưng Yên cần ra soát đánh giá hiện trạng khu đất, căn cứ mục tiêu, quy mô của dự án để xác định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cho phù hợp, đồng thời trao đổi với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn lập đề xuất thực hiện dự án phù hợp với quy định về di sản văn hóa, đầu tư xây dựng công trình văn hóa. 8 tháng đầu năm 2022, doanh thu của công ty Daikin Việt Nam trong khu công nghiệp Thăng Long 2 đạt gần bằng cả năm 2021. Năm 2021, doanh thu công ty đạt trên 3.400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 450 tỷ đồng. 8 tháng đầu năm 2022, doanh thu đã đạt hơn 3.300 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 430 tỷ đồng.
Daikin là tập đoàn kinh tế lớn đến từ Nhật Bản, nhà máy tại tỉnh Hưng Yên đang tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động với thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng một người trên tháng. Sản phẩm sản xuất là điều hòa, bộ kết nối điều hòa, linh kiện thay thế điều hòa. Hiện nay một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 còn gặp khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực. Để giúp người lao động đi lại dễ dàng hơn, tỉnh Hưng Yên nên đầu tư hơn nữa cho hạ tầng giao thông, xe buýt và triển khai nhà cho thuê giá rẻ để người lao động ở xa có thể đến Hưng Yên làm việc. Tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu có thể tạo ra môi trường để dễ dàng thu hút nguồn nhân lực. Sau thời gian triển khai các bước theo quy định của pháp luật, trong những ngày này, huyện Kim Động đang tổ chức chi trả tiền đền bù, thu hồi đất làm dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân được nhân dân đồng tình ủng hộ với mức chi trả theo quy định là gần 124 triệu đồng trên một sào Bắc Bộ, tức khoảng 360 m². Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân có diện tích 75 ha thuộc địa phận hai xã Phạm Ngũ Lão và Nghĩa Dân huyện Kim Động và xã Đặng Lễ huyện Ân Thi, trong đó diện tích thu hồi tại huyện Kim Động hơn 63 ha. Qua các bước thực hiện, nhân dân các địa phương đồng thuận nhất trí với phương án đền bù thu hồi đất được triển khai thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Mức chi trả là gần 124 triệu đồng một sào, chưa tính tiền hỗ trợ ổn định đời sống. Cuối tháng 8, các hộ dân tại xã Phạm Ngũ Lão đã nhận tiền bồi thường. Trong đợt này, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9, hơn 300 hộ dân ở xã Nghĩa Dân tiếp tục nhận tiền bồi thường. Dự kiến trong tháng 9, sau khi hoàn thành việc chi trả tiền cho các hộ dân có đất thu hồi, dự án bắt đầu triển khai xây dựng ngoài thực địa. Đền bù ở trong cái khung này là chúng tôi cảm thấy hợp lý. Tôi có mỗi suất của mẹ tôi là có hơn 2 sào, được 357 triệu, 309.000. Sự hợp tác của người dân, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng là người dân tương đối đồng thuận, còn ở chính quyền địa phương tạo điều kiện, đặc biệt là ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân huyện sở tại và các xã. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Các ngành nghề chính thu hút đầu tư vào là công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ ô tô, kho bãi, sản xuất, gia công giày dép, may mặc. Sáng nay, Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 và chào đón các em sinh viên, học viên khóa 59 của nhà trường. Năm học 2021-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng thầy và trò trường đã hoàn thành kế hoạch năm học với chất lượng cao, đạt danh hiệu là trường tiên tiến xuất sắc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong công tác giảng dạy, 3 giáo viên của trường đạt thành tích xuất sắc tại hội giảng toàn quốc. 3 học sinh được ban tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2022 trao chứng nhận kỹ năng nghề xuất sắc. Học sinh hệ trung cấp đạt tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông là 99,4%. Trong năm học 2022-2023, trường tuyển chọn và tiếp nhận 1.450 học sinh đủ điều kiện nhập học đợt 1 hệ cao đẳng liên thông và trung cấp nghề. Trong đó có 57 học viên học nghề quản lý khai thác công trình thủy lợi và 81 học viên nghề công nghệ ô tô đào tạo theo đơn đặt hàng của các đơn vị và 952 học sinh học trung cấp nghề. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng tuổi vị thành niên, tức người chưa đủ 18 tuổi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, để lại những lo lắng và cả những hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội, còn bản thân các em thì bị ảnh hưởng đến tính mạng hoặc vướng vòng lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ. Trong 2 tháng gần đây, trên địa bàn huyện Tiên Lữ xảy ra 2 vụ gây rối, cố ý gây thương tích với sự tham gia của hàng chục thanh thiếu niên độ tuổi từ 16 đến 20. Trong đó, vụ xô xát đánh nhau tại xã Hải Triều tối ngày 28 tháng 7 vừa qua khiến một thanh niên bị thương nặng. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ này hẹn gặp nhau để đánh nhau với hành vi liều lĩnh, manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm. Thì tối hôm nào bọn em ra cầu tập tụ chơi bời với nhau. Thì tối hôm đấy có Biên xuống Biên mới chơi cả anh Đạt. Thì gọi anh Đạt ra nói chuyện riêng. Xong về sau anh Đạt mới đi ra bảo em là đi về nhà thì anh mặc áo chống nắng đi lấy phớ đi chém thằng này. Thì em mới về nhà thì anh em mới đi lấy đồ để chém bạn kia. Mới đầu em không biết là đi đánh nhau. Thì em chỉ biết là đi chơi vui rồi, đi lên đấy thì bắt đầu về mới biết. Rút kinh nghiệm là giờ sẽ không tụ tập với nhau
đi phá làng phá xóm. Điều đáng buồn là các đối tượng có những hành vi vi phạm pháp luật ngày càng trẻ, trong đó có nhiều em dưới 18 tuổi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mặt khác, gia tăng tình trạng phạm tội theo nhóm. Các đối tượng không phải tập trung ở một nơi mà từ nhiều địa bàn khác và quen qua một đối tượng trong nhóm, sau đó tụ tập, lôi kéo nhau cùng đi. Nhận thức về pháp luật của những thanh thiếu niên này còn rất là hạn chế. Đôi khi chỉ vì kích động, bạn bè lôi kéo a dua thì sử dụng những loại hung khí rất là nguy hiểm. Theo thống kê của Công an tỉnh Hưng Yên, tính đến hết tháng 8 năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 47 vụ với 197 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật, so với cùng kỳ năm trước tăng gần 10 vụ. Đa số các đối tượng ở độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi, hành vi phạm tội chủ yếu là gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy. Người chưa thành niên vi phạm pháp luật đều thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Nguyên nhân về phía xã hội thì công tác quản lý nhà nước một số như dịch vụ internet, nhà hàng, quán bar là chưa được tốt, dẫn đến là các đối tượng ảnh hưởng xấu từ các hoạt động trên. Hiện nay, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm còn 3 trên 6 thôn chưa có nhà văn hóa, gây khó khăn cho việc hội họp và sinh hoạt văn hóa cộng đồng. 3 thôn chưa có nhà văn hóa là Thanh Khê, Hoàng Nha và thôn Chùa. Từ trước đến nay, các thôn này đều phải họp nhờ tại đình làng hoặc tận dụng nhà kho cũ của hợp tác xã trong hoàn cảnh không gian chật chội, thiếu bàn ghế, trang âm, loa đài, không có sân khấu. Thực tế này đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc hội họp của nhân dân, bởi có những buổi họp đông dân thiếu chỗ ngồi phải diễn ra ở ngoài sân. Nguyên nhân, xã Minh Hải dù đã về đích nông thôn mới từ lâu, song vẫn chưa hoàn thiện hệ thống thiết chế nhà văn hóa thôn là do xã chưa bố trí được quỹ đất và kinh phí xây dựng. Nhân dân mong muốn sớm có nhà văn hóa thôn để thuận lợi trong hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể thao. Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, thành phố Hưng Yên, chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 85 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca nặng phải chuyển khối tiểu cầu. Phần lớn bệnh nhân nhập viện điều trị trong tình trạng sốt cao liên tục, đau đầu, đau mỏi cơ khớp. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, bệnh nhân vào điều trị chỉ từ 5 đến 7 ngày là có thể ra viện. Bệnh sốt xuất huyết do mũi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ người bệnh sang người lành và hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Để tránh phát sinh, lây lan và bùng phát thành dịch, người dân cần thăm khám và khai báo với cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng trên, không nên tự điều trị tại nhà. Biện pháp tốt nhất vẫn là diệt trừ muỗi truyền bệnh bằng cách tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm xung quanh nhà, mặc quần áo dài tay và ngủ trong màn. Với các địa phương xuất hiện ca bệnh sốt xuất huyết, cần triển khai ngay việc phun hóa chất diệt muỗi xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân, đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Sáng nay 15 tháng 9, tức ngày 20 tháng 8 năm Nhâm Dần, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức khai mạc lễ hội Đền Trần nhân dịp kỷ niệm 722 năm ngày mất của quốc công tiết chế anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn 1300-2022. Đền Trần là một di tích đặc biệt tiêu biểu nằm trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, tọa lạc trên đường Bãi Sậy, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Thờ người anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng trụ cột của Vương triều Trần. Kiến trúc tổng thể đền Trần theo kiểu chữ Tam gồm 5 gian tiền tế, 5 gian trung từ và 3 gian hậu cung. Các hạng mục công trình được bố trí cân đối hài hòa theo kiểu trùng thềm điệp ốc. Tại gian trung tâm hậu cung là ban thờ Đức Thánh Trần, phía sau là ngai và bài vị tổ nghiệp họ Trần cùng gia đình và hai gia tướng tài danh là Ít Kiêu và Giã Tượng. Hiện nay đền Trần còn lưu giữ được 15 đạo sắc phong thời Nguyễn. Hàng năm vào ngày 8 tháng 3 và 20 tháng 8 âm lịch, đền Trần thường tổ chức lễ hội nhằm kỷ niệm ngày chiến thắng Bạch Đằng lịch sử và ngày mất của Đức Thánh Trần. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV hoặc kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HDTV.